Hi Pencil Studio. Em không đánh răng hả? Ê, em không thích đánh răng. Hả? Hả? Thì hả? Hay quá. Hả? Hả? Yeah, xong rồi. Yeah. Anh xanh bẩn hết rồi, thay áo đi. Hả? Hả? Gì đâu. Anh đã chơi siêu nhân với em đi. Không được, anh bận rồi. Em ra khỏi phòng anh ngay. Anh đã chơi với em đi mà. Đi ra. Em quá dơ, đi ra ngay. Hé, không chơi thì thôi. Chơi đi rồi. Sao em chưa tắm nữa? 5 ngày rồi chưa tắm, thật dơ bẩn. Tại sao lại phải tắm chứ? Em muốn chơi ô tô. Anh đã ơi. Cho em ngủ với. Em ngứa quá. Không được, em quá chơi bẩn. Đi ra đi. Em bị nổi mụn khắp người. Ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá. Được rồi, anh sẽ đưa em đi bác sĩ. Ngứa quá. Hôm nay là sinh nhật bác sĩ, phòng khám nghỉ rồi.
Chẳng biết làm sao bây giờ. À, em có một loại thuốc. Đây là chai thuốc có thể chữa được mọi loại bệnh. Anh Sanh uống đi. Không hiệu nghiệm nhỉ? Đồ lang bạc. Chào các bạn, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh ghẻ. Ghẻ là một loại ký sinh trùng trên da chúng ta. Người bị bệnh ghẻ sẽ nổi mụn khắp người và gãi liên tục. Bệnh ghẻ thường là do ở dơ, lười biếng tắm rửa. Có một cách trị ghẻ rất đơn giản, đó là chúng ta hãy tắm rửa sạch sẽ. Em không tắm đâu, không tắm đâu. Hiểu nghiệm quá. Xanh cảm ơn mọi người nhiều lắm. Từ nay xanh sẽ ở sạch sẽ để không bị ghẻ nữa. Mỗi ngày xanh sẽ tắm 5 lần. Nhưng các bạn hãy chú ý, bệnh ghẻ rất dễ lây lan nếu thường xuyên ở gần người bệnh. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt và một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở dơ ghẻ lỡ, da dẻ sù xì ra mũ sợ ghê. Rõ ràng hôm qua anh nghe thấy có tiếng chân đi qua đi lại ngoài hành lang. Em cũng nghe thấy. Cả đêm em không ngủ được. Là em phải không? Chắc đêm qua hứng chí lại làm siêu nhân chứ gì. Không, không phải xanh đâu. Đêm qua xanh ngủ như chết. Xanh còn mơ thấy cô tiên răng đẹp lắm, cho xanh bao nhiêu là kẹo. Thôi, chắc không sao đâu. Nếu tối nay vẫn còn nghe tiếng động thì cả nhà hãy cùng nhau tìm cách giải quyết. Hôm nay chúng tôi nhận được một tin vô cùng sửng sốt. Hàng loạt hiện tượng lạ xuất hiện ở phố Bút. Khủng khiếp nhất là vụ tấn công vào chú chó nhà ông Râu Rậm, gây hoang mang nhiều cho cư dân Bút. Mọi người ơi! Đang có tin đồn khu phố mình có trộm đó. Anh biết ngay mà, như vậy là hôm bữa nhà mình có trộm đó. Nhưng nhà mình không mất gì cả.
để sanh làm siêu nhân, trừ gian diệt ác, tóm gọn bọn trộm. Làm gì? Không còn cách nào khác. Tối nay nhà mình phải thức canh trộm thôi. Em sợ quá. Thảo siêu nhân đây. Không việc gì phải sợ. Anh bút chì đâu rồi? Sao em không thấy anh bút chì đâu cả? Thảo siêu nhân đây. Anh không biết. Hả? Sắp bảy rồi. Xung phong. Hả? Bút chì, đã biết tội chưa? Tội gì vậy? Nhân chứng vật chứng đã rành rành, còn không mau nhận tội. Anh bút chì bị mộng du, đi qua đi lại lung tung và còn hành hung chú chó nhà hàng xóm. Đêm qua bút chì đã sập bẫy của anh đã. Bút chì còn gì để nói không? Không không, sao em có thể làm những chuyện đó được? Đang nhiều lời. Bổn tòa thiên án, đêm nay Bút chì phải ngủ với sự canh gác của đội cảnh sát đặc nhiệm xanh và đỏ. Không không, không phải em, không phải em. Công lý đã được thực thi. Anh xanh và anh đỏ về phòng cho em ngủ đi mà. Không được, anh phải nằm đây canh, không cho em đi lung tung. Tóm lấy nó. Để xem tối nay em có đi được nữa không. Không được, phải chế tạo ra thuốc chống mộng du. Nhất định phải được. Thêm cái này vào, không thể tiếp tục mộng du được. Mọi người ơi, thành công rồi. Em đã chế tạo ra thuốc chống mộng du. Từ nay em sẽ không bị mộng du nữa. Anh bút chì ở lại mạnh